Xin chào tất cả quý vị. Tôi tên Anna. Tôi trong cái khóa học của Yara Reporter. Tôi xin nói về vấn đề tụi mình, chúng ta rất là có phước mà để tới cái dân nước Úc này. Cái Úc này đó thì cái hoàn cảnh nó thật là tốt, và trong khi đó Úc đã có những cái núi nè, biển nè, và tất cả những cái đồ mà mình cần thiết đó rất là tốt, dân Úc cũng rất là hiền. Và tôi xin nói về sơ sơ về vấn đề tôi hiện tại bây giờ. Tôi là cái tour guide, tức là để dắt những người đi chơi ở trong cái xe bus đó. Chuyến rồi tụi tôi có đi qua Queensland. Cái hoàn cảnh ở Queensland thật là tốt và đẹp nữa. Rồi đi được 12 ngày, cuộc sống thật là vui và rất là mạnh khỏe. Sau đây và chúng tôi đi ra ngoài biển chơi nè, rồi nào là đi ăn uống nè, rồi đi chơi nhảy đầm với tất cả mọi người. Cái dân Úc này thật là tốt. Và sau đây rồi tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. That's it.